Đi mất lên Pi đi sợ. Còn đây, đây. Pi đỡ à, Pi đỡ à. Đỡ à. Thế nè, photo order video. Video. Đâu hả? Yeah! I sit in the stone, but look like in the bowl. Mình ngồi lên cái tảng đá này nữa, nó đẹp dễ sợ. Nên mình ngồi đây ngâm chân rồi luôn dịp lấy cái bủ múc nước quậy rồi mát. Cọc cho đá lên địa luôn. Lên tảng đá luôn. Giờ mình ra, đứng lên. Mình đi ra, mình tới đây á, mình ngâm nước lên cái chân, mình ngồi lên tảng đá này, nhưng mà cái tảng đá đó nó everybody. Mình đi xuống đi quanh cái chỗ thành phố Berlin nè. Nó có một cái park, trên công viên park này nó có một cái con sông. Con sông nó có một cái bờ hồ, nhưng mà không phải con sông lớn, con sông bùa vừa. Vậy đó, cái sông mình lót giày, mình lót dài trên cái tảng đá này, mình ngồi mình ngâm chân, nhưng mà không ngờ nước nó cũng lên hơi cao chút xíu, nên mình để dậy đó, mình bán xuống đây mình ngâm nước. Có con ngỗng dễ thương chưa, cái đó là cây con ngỗng hay gì vậy ta, nó một mình nó bơi với mình. Chú là mình ngâm nhìn các bạn mà có thời gian á, mình đi ra bờ hồ hay là đi xuống biển hay là mình ngâm chân nó tốt lắm á, tốt cho sức khỏe lắm đó các bạn. Mình mới đi chùa về tức thì, mà mỗi lần đi chùa xong á là luôn dịp là trước hết là đi chùa, sau đó là mình đi qua mình ra cái bờ biển này á, mình ngâm chân. Ai muốn tắm thì xuống tắm rồi, như người ta ở bên đó họ tắm đó. Còn mình đâu có đem theo đồ tắm đâu. Lần trước cả nhà cùng các bạn á.